Nếu như mà chỉ cần mọi người làm y hệt giống như các bước và các lưu ý mà Thảo vừa chia sẻ, đảm bảo cam kết với mọi người bộ móng không chỉ là hơn 1 tháng, có khi nó còn bền đến tận 2 tháng luôn ý. Hôm nay Thảo sẽ chia sẻ cho mọi người từ các bước đơn giản nhất, từ bước chúng ta phao móng và những cái lưu ý quan trọng làm sao cho mọi người có một bộ móng bền nhé. Ai mà sơn gel chưa bền thì bắt buộc mọi người nhớ là phải xem video này nhá. Làm xong thấy bền quá, khách lại quay lại tấp nập vì thấy quá là chất lượng ý mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Mọi người sẽ chuẩn bị một cái đầu mài nhám. Đây là đầu nhám mịn nhé, màu tím là đầu mịn nhất luôn. Chúng ta sẽ bật máy ở công suất nhỏ, khoảng 3, số 3 thôi, để chúng ta nhám thay việc chúng ta phao móng. Ở bước này làm sẽ rất là bền, nhưng mọi người lưu ý để đảm bảo chất lượng và cái sức khỏe móng của khách thì mọi người mài nhẹ tay thôi. Đi thật nhẹ thôi và đi một lần, đừng có đi lại quá nhiều lần nhé. Đây, tức là ở phần dưới mình đi rồi thì nên mình hạn chế đi lại. Nếu cần thì mình mới đi thôi. Đi chợ ở chân này, hai bên cạnh này. Đó, mình sẽ không đi lại lên chân nữa. Rồi, xong. Tức là nếu như mọi người mài mỏng quá thì chính mọi người là cái nguyên nhân khiến cho móng cách mỏng. Rồi, nhẹ tay này. Thật nhẹ tay thôi nha. Rồi, xong. Đó, mọi người chỉ mài những phần nào nó còn sót thôi, chứ đã đi một lần thì không nên nhé, hạn chế mài lại. Mình phủ đi nhé. Lúc này chúng ta không cần phải phao mịn đâu, mọi người đừng sợ là nó sẽ lồi lõm. Trước khi sơn gel để đảm bảo độ bền nhất thì mọi người sẽ sơn cho Thảo ở đây là một lớp kiềm dầu nhé. Kiềm dầu Thảo dùng của Geliva nha. Mọi người sơn lớp này thoải mái đi, lem cũng không sao, không ảnh hưởng gì hết. Kiềm dầu nó sẽ giúp cho chân móng không bị bong nhanh, nó sẽ tăng độ bền thôi mọi người nhé. Nó không phải một bước bắt buộc nhưng nếu có nó thì sẽ tốt hơn. Bước bắt buộc là bước liên kết cơ, nhưng mà không có kiềm dầu thì nó cũng sẽ giảm độ bền một chút. Khi mọi người làm, chúng ta cầm cái chai sơn gel, chai bay lên đây cho nó tiện nhé, cho nó nhanh. Sau đó thì mình sẽ sơn bay mỏng nhé. Đây. Tại sao Thảo nói là mọi người không cần phao mịn? Tại vì khi chúng ta sơn bay xong và chúng ta phủ sơn gel thì cái bề mặt nó hơi sần một chút khi chúng ta nhám vào lúc đầu ấy. Nó sẽ được mịn. Sơn bay mỏng và sát chân móng nha, cách một chút thôi ạ. Nếu mọi người nhặt ra sạch thì mới sơn sát được nha, nhặt ra không sạch thì không sơn sát được đâu. Mọi người cứ đi ở bên dưới trước, chúng ta đẩy lên chân móng sau thì nó sẽ nhanh hơn. Sơn bay mỏng vì là bay chất nó loãng, mọi người chỉ cần sơn mỏng là đã đủ độ bền rồi. Thứ hai là nó sẽ không bị tràn ra bên ngoài. Trong trường hợp mình sơn nhiều quá ấy, mình trong lúc mà chờ hơi đèn nó sẽ bị tràn ra bên ngoài mất. Sơn xong toàn bộ móng nhá thì mọi người sẽ đem đi hơi đèn là 99 giây giúp Thảo. Còn nếu như mọi người dùng máy hơi T8 là một cái máy hơi rất là khỏe thì mọi người hơi 60 giây cũng được nhá. Sau khi đã hơi đèn xong lớp bay, lớp liên kết, chúng ta sẽ sơn một lớp mỏng cứng móng lên. Nếu mà móng của khách bị mỏng ấy thì mọi người sẽ sơn dày nhé. Còn nếu mà mọi người thích một cái chân móng nó được căng bóng ấy và nó rất là bền thì mọi người sơn cho Thảo một lớp cứng móng. Và để cái lớp cứng móng được bền thì mọi người phải hơi Thảo 99 giây nhá. Hơi lớp cứng móng không đủ khô là nó cũng không bền được đâu. Lớp cứng móng này còn giúp chúng ta sơn tròn chân nữa. Đây, mọi người sẽ đẩy chân này nó sát một chút thì lát nữa mình sẽ, nếu cứng móng tròn chân thì sơn gel chắc chắn sẽ tròn chân. Đó. Tiếp tục này. Sau đó mọi người sẽ đem lớp cứng móng này hơi đèn 99 giây nhé. Hơi đèn xong lớp cứng móng thì mọi người sẽ thấy nó còn một cái lớp dính. Mình sẽ lau nó đi bằng acetone hoặc là chúng ta sẽ lau bằng cồn nhé. Tại sao phải lau? Tại vì lớp này nó sẽ có một cái lớp dính dính giống như gel, mọi người mình phải lau đi để nó giúp cho cái bước mà chúng ta sơn lên ấy thì nó sẽ không bị loang loang cái sơn ra. Còn nếu mọi người không lau cũng được nhé, không sao cả. Nhưng mà riêng theo kinh nghiệm của Thảo thì Thảo thấy lau đi nó sẽ bền hơn. Bây giờ mọi người sơn lên này. Nếu khi sơn mà sơn không lem rồi làm theo các bước như Thảo chắc chắn là bền, 100% là rất bền. Sơn không bị lem ra bên ngoài ấy. Nếu mà sơn bị lem là khách sẽ cậy được nha mọi người, hoặc là nó sẽ bị vọt ra khỏi cái phần liên kết lúc nãy thì nó không có độ liên kết ở đấy, nó sẽ bị bung chân ra. Sơn gel mọi người nhớ nghiêng móng cẩn thận để nhìn nhé. Đó. Sơn hết phần cạnh móng. Rồi. Việc khóa đầu móng này, nếu như mọi người khóa ở đây, mọi người có thể khóa như thế này. Đây, có thể vuốt xuống một chút như này. Đó.
hoặc là mọi người có thể đưa đầu móng như này. Nhưng mà cái việc này nếu như mọi người khóa dày nó sẽ bị chóc nhá, nên là nếu không khóa cũng được, cũng vẫn bền, không ảnh hưởng gì cả nha mọi người. Còn nếu như mình không biết mà mình khóa thì nó còn bị phản tác dụng cơ. Tại sao lại không khóa? Tại vì là nếu như khóa dày ấy mọi người thì tại sao thỏa nó phản tác dụng? Tại vì nếu khách hoạt động nhiều, cái đầu móng nó va đập nhiều thì nó sẽ bị nứt từ đầu móng ra luôn. Rồi, sau đó mình sẽ đem đi hơ đèn là 99 giây nhé. Độ bền của sơn lúc này sẽ tính theo cái việc mọi người có hơ đèn đủ thời gian không ấy. Nếu mọi người hơ đèn các máy bình thường, máy săn 5, các máy bình thường khác mọi người hơ 99 giây nhé. Còn đối với máy T8 mọi người dùng thì có thể hơ 60 giây cũng được. Nếu như vậy thì dùng máy T8 tiết kiệm được khá nhiều thời gian cho mọi người đấy. Tại vì mỗi lần hơ nó tiết kiệm 30 giây rồi. Nhưng riêng laptop mọi người vẫn phải hơ lâu nha, càng hơ lâu càng bóng càng bền. Ngón nào chưa thực sự tròn chúng ta có thể chỉnh lại bằng cọ nhé. Mình sẽ lấy một chút gel lên cọ này. Đi nhẹ nhàng. Rồi mình sẽ đem đi hơ đèn nhé. Sau khi đã hơ đèn xong lớp màu trắng 99 giây nữa, mọi người sơn tốp lên nha. Thảo sẽ dùng tốp Geliva luôn. Tốp Geliva này rất là bóng nếu như mọi người phải hơ đèn đủ thời gian nhé. Đối với laptop thì mọi người hơ cho Thảo khoảng 120 giây trở lên. Đến 180 giây là kiểu gì laptop rất bóng và bền. Mọi người hơ mà kiểu hơ tầm 60 giây rồi bỏ ra để sờ lên bề mặt móng luôn là nó sẽ không được bóng đâu. Nếu mọi người cứ áp dụng cái cách này nhé, Thảo xin nhắc lại, nếu áp dụng cách sơn gel như này đảm bảo mọi người móng của mọi người rất là bền. Rất bền luôn, tại vì là nó không có lý do gì để nó bong chóc cả. Da đã nhặt sạch, nhám đã kỹ rồi, sơn các lớp hơ kỹ, công suất máy mạnh, không có lý do gì nó bung nữa mọi người nhé. Làm xong rồi chúng ta sẽ bỏ vào hơ đèn là 120 giây đến 180 giây, là như vậy chúng ta đã hoàn thành xong nha mọi người ơi.